Cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa vừa bắt giữ đối tượng Trần Văn Linh, ngụ thị trấn Sao Vàng, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa để điều tra về hành vi sử dụng súng quân dụng bắn bị thương người khác. Đã chú ý, thanh niên này chỉ vì tìm không được người yêu mà tức giận vô cớ tấn công tài xế. Vào khoảng 4 giờ ngày 28 tháng 2 tại thị trấn Sao Vàng, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa, Linh đã tìm gặp và dùng súng quân dụng bắn bị thương anh TBT tên viết tắt 35 tuổi tài xế taxi. Bước đầu Linh khai nhận do trước đó anh Tê cho bạn gái của Linh đi. Khi Linh hỏi anh Tê nói địa điểm người yêu đi và đến nhưng Linh không tìm được người yêu nên cho rằng tài xế nói dối. Linh dùng súng quân dụng thủ sẵn trong người bắn bị thương tài xế. Sau khi ghi án Linh bỏ trốn, công an huyện Thọ Xuân xác định Trần Văn Linh bỏ trốn vào thành phố Hồ Chí Minh nên tổ chức lực lượng truy bắt. Vụ án đang được điều tra làm rõ.